Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc Thái ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có nhiều nghề thủ công truyền thống khác nhau như thêu thùa, dệt vải, đan lát. Trong các nghề đó, nghề đan lát, các vật dụng sử dụng trong đời sống hàng ngày là một trong những nghề truyền thống có từ lâu đời, được cộng đồng người Thái gìn giữ và bảo tồn. Đã 25 năm nay, vợ chồng bà Quảng Thị Đôi, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn gắn bó với nghề đan lát. Đã có đến hàng nghìn vật dụng được vợ chồng bà Đôi làm ra nhờ ép khẩu, mâm cơm, rổ giá, lếp hái rau, phục vụ đời sống tín ngưỡng tâm linh và lao động của bà con trong bản, trong xã và các vùng lân cận. Với vợ chồng bà Đôi, đan lát là nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Giữ lại nghề là giữ lại nét văn hóa, cội nguồn của tổ tiên. Dân tộc Thái thì nó để sau này nó để cho các con, các cháu nó học tập ông bà. Đấy, cái này lan nắp cá này đừng cá khô, lấy trùng lấy bừ. Ngày phong tục người Thái không lan cái này, không có nắp cá này lấy trùng lấy bừ không được. Còn đối với bà Lò Thị Bánh, người đã có hơn 10 năm chuyên đan thủ công truyền thống bằng tay các loại ép khẩu, thì việc gìn giữ nghề đan lát như một thói quen sinh hoạt đời thường. Hiện tại, phần lớn thời gian, vợ chồng bà Bánh sẽ chế tác các công đoạn làm ép khẩu. Sản phẩm của bà Bánh làm ra chủ yếu phục vụ trong văn hóa ẩm thực, dùng để đựng xôi. Tôi biết đan ép khẩu là học từ các ông bà lớn tuổi, sau dần túc tác đan phải cái để dùng trong gia đình. Ép khẩu có công dụng giữ được hơi ấm của xôi nên chúng tôi thường dùng. Mong muốn của tôi là thế hệ trẻ sau này vẫn gìn giữ được nghề đan truyền thống của dân tộc. Khi có thời gian, tôi cũng chỉ dạy các con, các cháu học đan. Hiện nay trên địa bàn huyện Điện Biên, mặc dù ở mỗi địa phương vẫn còn một số người biết đan các vật dụng truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Tuy nhiên tại xã Nong Hẹt và chỉ riêng ở bản Phổ mới có đến 20 hộ gia đình đã và đang lưu giữ, bảo tồn được nghề đan lát truyền thống từ cha ông để lại. Ép này thì từ ông cha đã có biết làm để lại rồi, nhưng lớn lên đã thấy rồi. Chúng tôi cũng học đan lát này, học mới lan được thế này, nhưng ai có tâm với nghề với ấy với làm được, nó nhiều công đoạn lắm. Đan các vật dụng truyền thống, bước đầu do nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt, tiếp đến muốn tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và hơn hết là giữ gìn, bảo tồn nét tinh hoa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Với những thực tại đó, hiện nay nghề đan lát đã và đang được chính những người con dân tộc lưu giữ. Tin rằng cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, thì nghề đan lát truyền thống sẽ không bị mai một. Thank you.